Dạ, chào anh Bảo hàng xóm. Trời ơi, thiệt tình nó khổ ghê, cái Bảo hàng xóm nghe sao nó xa lạ quá. Trời ơi, thì mình đâu có quen thân đâu mà không xa lạ. Dạ, ủa sao lại kêu em chi vậy anh? À, có bịch trái cây gửi cho Nga ăn lấy Thảo. Dạ thôi em không ăn đâu. Sao vậy? Dạ thôi anh giữ đem về nhà mình sử dụng đi. Ở đây ai không biết mà anh tặng quà là có chuyện à. Dạ hay nhờ vả đó. Nên thôi. Thôi nhưng mà Nga nhận cho tôi lấy Thảo đi mà. Cái hàng xóm nói kệ người ta, bởi vậy nó khổ ghê đó, cái ganh năng ghét ở nó mệt lắm. Là chị mình chỉ giao lưu hàng xóm thôi thì đúng đó, không? Có gì đâu, Nga nhận cho tôi lấy Thảo có miếng trái cây nè. Gia đình cho hả? Dạ thôi, coi như là anh vui vẻ gì thì mình nhận cho vui đi ha. Là vui thôi. Vui. Dạ cảm ơn anh. Nga nhận lấy Thảo nha. Dạ cảm ơn anh. Cái câu chuyện nó là vậy. Là cái câu này đó đúng không? Là cái này nó thồng theo cái này đúng không anh? Dạ anh cầm đi. Không, Nga nhận đi. Dạ, trời anh cầm lại đi. Thôi chưa nói hết mà. Dạ. Sao em hồi hộp quá. Có thằng cháu Việt Kiều nó về. Nó rủ đi Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, nói chung là đi hết luôn á. Trời ơi, sướng quá anh ha. Thì cũng lo đó. Dạ. Tại vì nhà tôi thì tuốt trong hẻm mà nó vắng người qua lại quá, thấy không? Dạ. Nhà Nga đây thì nó ngay mặt đường. Dạ. Tính nhờ Nga là tôi đi á. Dạ. Tôi gửi 4 chiếc xe. Dạ cho em gửi lại cái này đi anh. Cái gì vậy? Thôi Nga nhận đi. Tôi đưa rồi tôi không thấy đâu. Nhà tôi trong hẻm rồi, ra đây. Nga thì nhà mặt đường nè, rộng rãi nè. Dạ. Thấy không? Người ta qua lại tôi dòm ngó được, thấy không? Rồi dạ. Trong đó trời ơi, không có ai dòm ngó được, nó vắng quá mình cũng sợ. Mà sợ là không có người dòm ngó phải không? Đó. Em không có ở đây. Em qua em chăm sóc mỗi ngày vậy thôi rồi em về, chứ em đâu có ở đây đâu, coi xe của anh. Không anh sao cầm đâu. Lỡ đi. Không sao đâu. Trời ơi, nhà Nga rộng, Nga chỉ cần mở cửa ra tôi dắt xe, tôi khóa xe lại, tôi đóng cửa là thôi. Tôi gửi có 5 chiếc. Anh ơi, hình như cái tỷ số nó lên rồi thì phải. Đúng không anh? Hồi nãy anh nói 4 chiếc đó. Hồi nãy tôi nói sợ nó nhiều quá Nga ngộp. Nên thôi, 4 chiếc với chiếc tôi đi là 5 nè. Cảm ơn Nga nhiều nha, cảm ơn Nga trước nha. Rồi thôi, tôi gửi 5 chiếc xe tôi đi à nha. Cảm ơn Nga. Đó, tôi không biết. Chị làm sao làm đi, chị phải đền cho tôi. Ủa, mắc cái gì tôi phải đền? Tôi đã nói với anh là cái nhà này là tôi không có ở. Lâu lâu tôi qua tôi chăm sóc thôi. Tự anh tới anh đòi gửi, rồi anh còn đảm bảo là không có sao mà. Cái chuyện đó là chuyện của chị. Bây giờ tôi xe tôi nằm trong nhà chị, mà bây giờ tôi về tôi thấy nó tanh bành tái bẻ, chị có trách nhiệm đền cho tôi. Ủa mắc gì vô duyên vậy? Mắc gì tôi phải đền? Chừng nào tôi có thu phí á thì tôi mới có cái nghĩa vụ mà coi chừng tài sản của anh. Còn tôi đâu có thu phí đâu, đúng không? Chị đừng, đúng cái gì chị đừng có nói ngang vậy. Nhưng mà xe tôi nằm trong nhà chị, đúng không? Bây giờ nó tanh bành tái bẻ thì chị có trách nhiệm đền cho tôi. Tôi không đền. Chị phải đền. Không đền. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Đối chiếu theo quy định của pháp luật và cụ thể là điều 119 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì câu nói có thu phí thì mới ràng buộc về trách nhiệm giữa các bên của bà Nga là không đúng với tinh thần của quy định của pháp luật. Bởi vì giữa bà Nga và ông Bảo tuy không có ký kết bất kỳ một hợp đồng cũng như là không có thu phí, tuy nhiên là theo quy định tại điều 119 thì giao dịch dân sự được xác lập giữa các bên có thể thể hiện dưới nhiều hình thức, bằng văn bản, bằng giao dịch điện tử hoặc thậm chí là bằng lời nói. Vì vậy trong trường hợp này thì giữa bà Nga và ông Bảo đã hình thành một cái giao dịch dân sự dưới dạng là lời nói và đã ràng buộc về trách nhiệm và nghĩa vụ giữa các bên, dù bà Nga không có thu phí giữ tài sản là chiếc xe của ông Bảo. Đối chiếu theo quy định tại điều 119, điều 554 và 556 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì giữa ông Bảo và bà Nga đã phát sinh một cái giao dịch dân sự dưới hình thức là hợp đồng gửi giữ tài sản, và hợp đồng này đã được thể hiện bằng lời nói và có giá trị pháp lý và ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Theo đó, nếu như trong quá trình gửi giữ tài sản mà tài sản của ông Bảo không may bị hư hỏng thì bà Nga có trách nhiệm phải tiến hành bồi thường thiệt hại cho ông Bảo, và hư hại đến đâu thì bồi thường đến đó. Thì trong trường hợp này, cơ quan có trách nhiệm và có quyền hạn về cái việc giám định để giám định về cái giá trị tài sản của mình, cũng như giám định về cái việc tài sản của mình bị hư hỏng để yêu cầu bà Nga phải bồi thường với cái giá trị phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với những cái thiệt hại mà ông Bảo phải chịu. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chương trình Vitamin Hạnh Phúc.